Nghệ thuật và bonsai, cung cấp dụng cụ làm cây chuyên nghiệp. Liên hệ ngay hotline để được tư vấn. Ui rồi thằng tắp, hình như là căng dây sao này? Đúng rồi, căng dây. Đúng là căng dây. Thế không thế mà còn phải đánh là đi vô đấy. Ừ, còn phải đi vô thăng bằng tất cả các mặt chậu. Ai chà, như giàn quân. Ui rồi ơi, nhìn phê nhỉ, quá đẹp. Chỉ nhìn thấy cái hàng chậu thôi. Mấy cái hàng chậu đã đủ đã đời rồi. Nó cũng có mấy cái chậu ngoài nó to hơn tí thôi, còn này 9 hàng. 9 hàng tất cả. Mỗi hàng là 10 quân. Mỗi hàng khoảng hơn chục cây đấy. À mỗi hàng hơn chục cây. Quá kinh điển. Vườn lường đầu tư ác nha. Ok, xin chào cả nhà. Như hàng quân. Cảm nghệ nhân Tuấn Anh, vườn An Mục Viên. Quý vị khán giả trên kênh chào Linh Thiệp. Tại qua ngắm một cái cây mà anh Tuấn Anh rất là tâm huyết nhé. Hôm trước cũng ghi hình một lần cái cây này, hôm nay vui ơi là vui. Nay anh lại mới sửa được hôm qua. Được 4-5 ngày rồi. 4-5 ngày. Chỗ này em hỏi tí nữa, có cái mầm này là sao nhỉ? Này là mình đang muốn làm cái bóng nó thả xuống một tí để cho có cảm giác nó nhẹ, để nhẹ. Tất cả bóng nó dương lên ấy, để mình cảm thấy nó nặng đấy, thì cái này nó là cái sự kết hợp âm dương đây. Âm dương đấy, thường thường nó sẽ có một số bông âm xuống rơi xuống thì mình sẽ cảm giác cái bóng cây nó sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Nếu mà tất cả đều dương lên, nó hai cái nét nó hơi tự nhiên hơn chút nữa đúng không? Hai nữa là cái cách phân bóng thì mình những cái bóng rơi là những cái bóng mà nó cảm thấy nó bị thiếu, bị trống. À, chỗ nào nó trống thì mình bố trí thêm. Bố trí thêm vào. Thì đấy nên là nhiều lần tôi có nói rằng là ví dụ như mình muốn xử lý một cái bông ở vị trí mục tiêu thì mỗi người sẽ có một cách đi, mỗi người sẽ có một cách chuyển nhỉ. Yeah. Hay ở cái chỗ nghệ thuật nó nằm ở chỗ đấy. Nó không có ông nào có một kiểu giống nhau. Còn nếu mà lại giống nhau thì nó lại không còn là đẹp nữa. Nó lại là bắt chiếc mất rồi nó lại bị cứng. Cái giải pháp khác nhau. Để ngắm cái cây này đúng là một cái cây già thật đấy, là ghê gớm đấy. Thiệp đi quay nhiều thì cho một cái ý kiến. Mà vì mình theo như mình ấy thì để một bộ bệ vách làng thì cũng không nhiều. Tại vì bình thường chơi vách làng mình chơi rất nhiều nó hay bị phá. Rồi. Thế nhưng mà khi một cái cốt cây nó đã lên được đá như này là một này. Vâng. Hai nữa nó lên một cái tổng thể như này thì nó lại không phá nữa. À. Nó càng ngày nó chả càng nhũn ra thôi. Đúng nó rồi. To nó to đều. Vâng. Chứ nếu như mình để ở dưới nhá thì những cái rễ bao giờ nó cũng sẽ to hơn, rễ mới nó sẽ to hơn cái thân. Vâng. Đấy, và lúc ấy một thời gian sau nó sẽ bị phá. Nhưng cây này thì sẽ không bị phá nữa. Thế hai nữa là thường thường em thấy là ví dụ như là cái rễ làng ấy nó tách ra như này thì sau nó mới cái này nó mới hỏng này. Đấy, đúng rồi. Còn nếu mà nó đã bệt vào như này rồi thì nó lại không còn thành vấn đề nữa đúng không? Nó bệt với hai nữa là cơ bản nhất thì tại sao cây xanh chúng ta hay phải cho lên đá. Lên đá là vì sao? Đấy. Chẳng hạn như sau này mới kết thúc cây mà xong hết bóng chi răm rồi. Đúng không? Chúng ta phải chăm dưỡng được, chúng ta thả nước. Đúng thì rồi. Lúc đấy thì nó lại gần giữ là quá bền vững. Nó giữ nó không phá. Còn nếu mà vấn đề thả đất mà cây trên form hoàn thiện rồi mà cứ để nuôi bình thường là sau nó lại phá lung tung cả đúng không anh? Những cây này lên đá rồi nên là mình theo dõi cái bệ vách này gần như là nó sẽ có to, nó to cân đều. Nó to đều nhau. Chứ nó không bị một thằng nào là thứ hai nữa là về mặt thời gian thì những cái này nó sẽ nhũn chảy hơn nữa đúng không? Nó bết tiếp nó sẽ mịn dần. Nó chảy dần. Đây nhá là quý vị lần trước cũng nói rồi là một cái cây tán tầng này. Cây tán tầng mà để mà nói vào cái cốt ngày xưa thì chắc là quá bình thường luôn, chứ không phải dạng bình thường đấy. Quá bình thường. Là nó có một cái thân này nó lên ở trên này là cắt đây để lấy mỗi cái tán dưới. Rồi, cắt lấy đúng một cái tán dưới mà dưới này thì cắt lên đâu? Tức là nó cũng đã trụi luôn à? Ừ, cũng trụi luôn đấy. Gần như cây bởi vì tán tầng ấy mà khi nó có bệ, nó có rễ vách ấy thì gần như nó không có bệ. Đấy, nó gần như không có bệ, tại vì toàn bộ cái rễ trải ở xung quanh. Rồi. Thế là mình cắt một phát đấy đi thì là nó cũng còn mình lại thì không được làm cái động tác đấy, nhưng mình hiểu là gì, khi bắt đầu nhấc ra đấy, khi họ cắt cái này mua một thời gian thì họ cho lên đá.
Đấy, chính cái bước ngoặt của cái cây này nó lên đá. Nếu cây này để dưới đất thì nó lại rất bình thường. Ờ, bây giờ thì nó còn không biết là kiểu gì nữa đúng không? Thì bây giờ nó chính nó lên đá. Nó mới chữa được hết tất cả cái lỗi. Chẳng hạn như là khi lên đá rồi nhá. Nhưng do cái này nuôi nó quá này. Đấy, bên mặt bên này bao giờ phát triển hơn những cái mặt này. Dễ nó đưa xuống được. Đúng rồi. Nhưng bây giờ về với mình sẽ điều chỉnh được hết. Dạ, những chỗ nào mà nó ăn mạnh quá mình sẽ hãm nó lại. Như đợt trước anh có nói là cái cổ sau này hướng về đấy đúng không? Đấy. Thì trước mình để liên kết, tại vì cái ngày xưa thì cái ngọn kia nó đang đói, đang thiếu. Nó rất là trống thì mình dùng cái này để mình liên kết, mình che. Liên kết. Nhưng đến thời điểm này ấy, thì bắt đầu thấy là nó bị kẹt rồi này. Rồi, kẹt. Đấy, khi nó đủ cái bóng ở trên thì mình sẽ bỏ cái này. Ok. Đấy, thì nó sẽ dâng thoát cái bóng lên rất là ok nhiều. Thì nó thoát được cái đường chạy của cái cổ luôn này, được cái thân này. Hai nữa là cái bóng ở trên nó không bị kiểu che bớt đúng không? Đúng rồi, đúng. Nó sẽ thoáng hơn, thoát hơn rất nhiều. Vâng. Thêm nữa, nếu mà ngắm từ điểm này thì khi bỏ cái này ấy, toàn bộ cái thân quái này nó lộ hết ra. Đấy, thân ấy, thân nó chạy. Thân điểm đấy rất là quái, rất đẹp. Đúng rồi. Còn với cái nét phóng này thì là như này là anh lấy cái điểm kia là điểm cuối cùng chứ? Điểm này đấy lấy là kết thúc đấy. Đây đúng không? Mình chỉ kết thúc ở đấy thôi. Trước khi mình về ấy, thì là đây nó có một cái đòn nữa ra đến đây cơ này. Đấy, mình bỏ khoảng tầm 40-50 phân, bỏ đi. Đấy. Thì đây là đây này. Nguyên cái cành có đường đây, cành cho đường cắt đây này. Đấy, và đây trước đây khi bóng nó dài này thì đây nó có một cái bông nữa ở đây. Rồi. Bây giờ nó đang có hiện tượng là cái này với cái này thì anh có giữ cả hay là sau này bỏ cả? Mình giữ cả, tại vì sao nó xếp bóng khác nhau. Mấy hai đấy là đây cái bóng mình hướng làm từ ngày xưa thiệt thấy là mình theo cái lối bonsai. Bonsai. Thế nó sẽ là xếp theo một cái mái. Rồi. Còn nếu như theo như hướng cây cảnh nghệ thuật ý, thì là phải bông tròn. Ừ, đúng rồi. Bông tròn tản vân và hai nữa là phải thoáng phát ra. Okay. Nhưng mình làm theo bóng. Đây như cây thiên thụ là cũng bóng theo hướng như này. Đấy, sau này Dũng nhờ người khác cắt ra thì bắt đầu mới rách. Rách ra nó lại thành bông. Nó vẫn ra được bông chứ đúng không? Ở cái mặt này thì cũng nhìn thấy tương đối rồi. Quan trọng nhất là đối với cây tán tầng là nó chia đấy, nó chia thành cái nhánh và lấy cái thân chủ lên cái tán tầng khoai lắm. Đấy thì cái thân chủ đây trước người ta để thân chủ đây, nhưng mà nếu cây thân chủ đây rất là thường cây. Theo như mình rất thường cây. Hai nữa là khi mình thấy cái độ già của cái thân này và độ to của thân này thì nó rất là vượt trội. Mình chỉ có làm sao mình liên kết giữa hai cái dữ liệu với nhau đang rời rạc với nhau để nó thành một cái khối là mình là nó sẽ ổn. Chứ còn nếu như mình cứ bắt buộc phải bài như ở đây ấy, thì thiệt thấy nó cây này nó sẽ không có gì biến cả. Rồi. Mà nó rất thường cây. Cơ bản là mình đang tận dụng cái cây này, nó đang có lực phát triển này, thân này nó lực mình phải. Đang tạm thời che đây thôi, nhưng mà sau này mình cắt đây thì bạn cảm thấy toàn bộ cái này chạy. Mình sẽ làm cái tay nhỏ ở đây thôi, nó chạy đấy, thì toàn bộ cái này nó lộ hết cả ra. Vâng. Thì cái view của nó sẽ hoàn những cái khác. Chi tiết này thì giống bên kia không hay là khác? Cái này là khác cái này. Trong quá trình mình nuôi ấy, tại vì sao mình vẫn để những cái dữ liệu thừa đấy để mình chứ cái này phải dùng này. Cái này thì có thể 50-50, khi cái bóng này nó khó rồi thì có thể cái này không dùng nữa. Nhưng nếu cần thiết ấy, mình sẽ còn làm một cái, mình sẽ viết xuống làm bóng thôi. Thế nữa là mình cũng có cái hướng làm nó cũng khác anh em. Là vì sao? Mình càng để được nhiều chi, nhiều răng, nhiều bóng ấy, thì cái răng nó ra nó càng mạnh. Thoáng thoát nó ra thì nó lại cứ nồng nọc lên. Đấy, nhưng khi những cái này mình để nó chồng chéo lên nhau ấy, nó dày ấy, dày một cách tự nhiên ấy, thì bao giờ thế cái răm nó ra rất rụt. Bây giờ mình đang cần thu răm rồi mà. Chứ mình không thể cần nuôi thả nữa. Ok. Thì mình sẽ để rất nhiều dữ liệu thừa. Cái khu vực này sao có dùng cái gì không? Hay là chỉ cắt để làm sao? Mình sao cắt đi thì vì đây tại sao ngày xưa bị sợ bị cháy là một này, hai nó chưa có cái bóng mái thế này. Rồi. Bây giờ mình sẽ cắt, ngày xưa nó cao như này. Mình cắt làm hai lần. Thế vừa rồi bắt đầu nó đủ hết cái bóng này rồi, bắt đầu mình mới mạnh dạn cắt thêm cái này nữa. Và hiện tại mình đang để cái mầm này để cho nó đỡ bị cháy. Rồi. Cái chỗ này thì có dùng không? Theo như mình sau này toàn bộ chỗ này mình sẽ là cắt view hết. Mình sẽ bỏ hết. Cho nó chạy hết luôn. Cho nó chạy hết rồi, chỗ đấy là thành view. Cho nó kỳ dị. Mái nó ở trên rồi. Rồi.
những cái điểm thân chủ ở trong này nó vẫn còn cảm giác cứng, thì mình có giải pháp để nuôi cho nó hết cứng. Nó cứng nhưng mà nó lại là ẩn hiện trong cái hệ thống rễ, rễ phách, và thêm nữa nó lại thể hiện cái độ già. Như theo như mình là không nên chấu nó đi làm gì. Okay. Mình cứ để một nó những cái nét, nó nét tự nhiên, thì trong cái nét, những cái nét xấu thì nó sẽ tôn lên những cái nét đẹp. Hay, tư tưởng hay. Ở trên này em đang nhìn thấy là cái cách này thì anh đúng là phải làm theo kiểu nếu mà tàn tàn tự nhiên thì nó mới có nhiều những cái đầu dương như thế này chứ, đúng không? Đúng rồi. Còn nếu mà làm theo kiểu như là lối của các cụ là có rất là ít cái bông dương thì lúc ấy mình sẽ phải lọc bông đi. Lọc đi. Lọc xong là đi. Xếp lại tầng tầng lớp lớp chạy đuổi đuổi lên trên kia, đúng không? Xếp lại. Còn ở đây mình làm theo cái bóng bonsai. Ok. Bonsai thì nó sẽ có kiểu dạng như nó hình gọi là tam giác ấy. Dần dần nó đổ chóp theo nón. Cái hai chóp nón này, nó đổ theo hai hướng. Nó sẽ phải đuổi nhau. Còn nếu như các cụ thì có thể là sẽ phải lọc hết cái đoạn này, xong lấy một cái tầng, một cái bông dương to, hoặc là thêm một vài cái bông dương dưới nữa, xếp thành mấy tầng đuổi xuống cái tay phóng kia, đúng không anh? Theo như mình, mình nếu mình chơi cái bóng tự nhiên ấy thì mình thấy nó thật cây hơn. Theo cái chi răm các thứ ấy, mình thể hiện được nhiều thứ hơn. Ok. Tại vì nó không bị hạn chế bởi một cái mê đĩa nữa. Ok. Và cái tay chi răm lúc đấy nó sẽ thể hiện một cái đường chạy, một cái hồn của cái bóng cây. Ok. Rồi. Ok. À, cảm ơn anh Tuấn Anh đã chia sẻ thêm một cái tác phẩm đang quá trình hoàn thiện. Cảm ơn Thiện. Thiệp và chào quý vị khán giả trên kênh. Bye quý vị.